Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp 1 thì Indonesia trong trang phục áo đỏ sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm tương đối táo bạo ngay ở pha giao bóng đầu tiên. Thì các cầu thủ Indonesia đã dứt điểm thẳng về phía cầu môn của thủ thành Payetu. Lên bóng cho cầu thủ Myanmar. Người vừa có một tình huống dốc bóng đó là đội trưởng áo số 7, Zhou Huyền Thiên. Để tiện cho sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, tôi xin được giới thiệu đội hình xuất phát của cái đội trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía U22 Indonesia, trong khung thành đó là thủ môn số 20 Enando, các thủ số 5 Ricky Riho, số 2 Kafa Ariki, số 7 Marcelino Ferdinand, số 8 Gita Suleiman, số 9 Santana, số 12 Afan Alip Rifai, số 14 Rachman, số 15 Chaufani, số 16 Muhammad Ferrari và số 19 Santosa. Huấn luyện viên trưởng của U22 Indonesia đó là ông Indra Siafri. Trong khi đó về phía các cầu thủ U22 Myanmar, trong khung thành đó là thủ môn số 1 Vai Phiotu, các cầu thủ số 7 mang băng đội trưởng Zhou Huyền Thiên, số 3 Thiết Hiên Xoe, cầu thủ đã có bàn thắng duy nhất vào lưới của U22 Timor Leste ở loạt trận đầu tiên của Myanmar ở giải đấu năm nay, số 6 Ian Kaswe, số 8 Ye Infuo, số 9 Okania Naing, số 10 Heting Hien Aung, số 12 Sinthan Aung, số 13 Mat Khan, số 19 Naung Swe và số 20 San Hatiet, huấn luyện viên trưởng của U22 Myanmar. Cơ hội Marcelinho căng ngang không được. Huấn luyện viên trưởng của U22 Myanmar đó là huấn luyện viên người Đức, ông Michel Feiterbiner. Đây là ông Indra Siafri, huấn luyện viên trưởng của U22 Indonesia. Vừa rồi là một pha bóng tấn công nách trung lộ rất nguy hiểm của các cầu thủ U22 Indonesia đến từ tốc độ của Huita Suleiman. Như vậy là trong đội xuất phát của Indonesia ngày hôm nay đã có 4 sự thay đổi. Những cầu thủ trận trước đá chính nhưng không có mặt trong trận đấu ngày hôm nay gồm có số 3 Islam, số 6 Anada, số 1 James Royer và số 10 Beckham. Trước khi trận đấu này diễn ra thì huấn luyện viên Michel Sainterbiner của Myanmar sẽ nói rằng ông sẽ có những thay đổi trong trận đấu tiếp các cầu thủ Indonesia, vì đây là một đội bóng rất mạnh. Ông sẽ sử dụng một lối chơi chắc chắn hơn cho các cầu thủ trẻ của mình. Và những gì đang diễn ra trên sân đã thể hiện rõ điều đó. Ngày hôm nay chắc chắn là U22 Myanmar sẽ chơi với một đội hình thấp và họ chờ đợi thời cơ để phản công. Cội không được. Nhưng rõ ràng là nền tảng thể lực của Myanmar cũng là một những đội bóng có nền tảng thể lực rất ấn tượng. Và trong đội hình của các cầu thủ U22 Myanmar ngày hôm nay, đội hình xuất phát của họ cũng có tới 4 sự thay đổi so với trận đấu mà họ thắng Timor Leste với tỷ số 1-0. Phạt góc cho cầu thủ U22 Indonesia. Ngày hôm nay những cái tên xuất phát trong đội hình chính thức của Myanmar trong trận đấu đầu tiên gặp Timor Leste đó là số 4 Lai Kwai Phone, số 11 Jin Hin, số 2 Lin Hittet và số 5 đó là Kai Hittet Paying đã không xuất hiện trong đội hình chính. Thay vào đó là những cái tên như là số 8 Yen Fio, số 12 Sinthan Yung, số 13 Mehat Khan và số 19 đó là Naung Swe. Rất có thể ngày hôm nay các cầu thủ U22 Myanmar sẽ chơi với một sơ đồ gồm 3 trung vệ để hạn chế tối đa sức mạnh của những cầu thủ trên hàng công bên phía Indonesia, những cầu thủ giàu tốc độ. Không được.
Công bằng mà nói thì so với những đội bóng còn lại ở bảng A như là Timor-Leste, đánh đầu khá nguy hiểm, như là Timor-Leste và Philippines và Campuchia nữa, thì đội hình của U22 Myanmar cũng không hề thua kém. Thậm chí là nếu đánh giá trực quan những thành tích trong lịch sử thì U22 Myanmar là đội bóng thậm chí được đánh giá có phần nhỉnh hơn những đội bóng vừa nêu tên, và họ có lẽ ở bảng A này chỉ thua kém một cái tên, đó là U22 Indonesia mà thôi. Tạt bóng rất đẹp, khá hay, vẫn còn căng ngang. Nguy hiểm nhất là khi đội hình của các thủ U22 Myanmar dâng cao và họ để mất bóng. Lúc đó là lúc các thủ bên phía Indonesia sẽ tận dụng cơ hội để chuyển đổi trạng thái nhanh. Lỗi của Rekman, cầu thủ đã ấn định tỷ số 3-0 cho U22 Indonesia trong trận đấu đầu tiên của mình, đối đầu với Philippines. Trong trận đấu đầu tiên của Indonesia tại giờ hôm nay, sau khi vào chân thì Fazai Rekman đã chơi khá tốt. Goal! Không vào! Rất đáng tiếc cho cao thủ U22 Myanmar, Okak Naing. Đáng ra Naing phải làm tốt hơn trong pha đối mặt vừa rồi. Pha khống chế bóng rất hay. Anh đã loại được Muhammad Ferrari trong pha bóng vừa rồi. Pha dứt điểm quá lành và không thể chiến thắng được thủ thành Hernando. Có những tình huống lộn xộn và trọng tài người Nhật Bản Jun Peida đã phải có những lời nhắc nhở với cầu thủ đôi bên. Có thể thấy đây là một trận đấu mà thể hình của cầu thủ U22 Myanmar không hề thua kém đối thủ của mình. Trong 5 kỳ SEA Games gần nhất thì có 4 kỳ SEA Games cao thủ Myanmar lọt vào tới bán kết. Nhưng chỉ một lần họ lọt vào chung kết thôi. Đó là tại SEA Games năm 2015. Thôi không vào, vẫn không vào. Pha đánh đầu rất nguy hiểm của Ricky Rido, trung vệ đội trưởng bên phía U22 Indonesia. Vừa rồi thì chúng ta có thể thấy tình huống làm chậm. Cầu thủ số 6 của U22 Myanmar cũng đã có một pha giằng co rất nguy hiểm trong vòng cấm. Và đá phạt góc cũng không như ý. Tạt bóng rất hay. Và tạt bóng chất lượng của Rekman. Coi volley! Bàn thắng quá đẹp đã được mở cho các cầu thủ U22 Indonesia. Và bắt vô lề quá hay của Marcelino, bàn thắng thứ hai của Marcelino ở giải đấu hôm nay, và cũng là một tình huống mở tỷ số 1-0 cho Indonesia. Tuyến hai không có ai cả. Một nhịp hạ bóng bằng ngực và một cú vuốt bóng ngay. Bóng đi quá hiểm hóc. Lần này thì thủ thành Piatu đã không thể cứu thua cho khung thành của U22 Myanmar được nữa. Vẫn là một màn ăn mừng quen thuộc của ban huấn luyện Indonesia. Marcelino vào lúc này đang là một những ngôi sao được chú ý nhất tại môn bóng đá nam ở SEA Games năm nay, một những ngôi sao sáng nhất của Indo tại giải đấu năm nay.
là một tình huống ném biên rất mạnh của Prapama. Thôi, không vào. Hàng thủ thì rất đông người nhưng chơi cực kỳ mất tập trung. Lại là một tiếng dứt điểm nữa của số 14 Fazai Rahman. Pha dứt điểm số thứ 2 của số 14 bên phía Indo trong trận đấu ngày hôm nay. Rất may là bóng đi chưa đủ hiểm hóc. Bóng đi đúng vị trí. Thủ thành Peatu đã chọn sẵn. Rất ít sự phản kháng đến từ các cầu thủ Myanmar. Rất thoáng. Suleiman! Không được. Hơi tiếc cho Suleiman. Pha đi bóng đầu tiên của Guita Suleiman là rất hay rồi. Sau đó thì cũng rất nhanh, các trung vệ bên phía U22 Myanmar đã kịp thời sửa sai. Rất may trong pha bóng vừa rồi, khi mà Hien Xue đã bị Suleiman vượt qua. Với tấm vé vào vòng bán kết, khi mà rõ ràng bảng đấu này thì theo nhìn nhận, không một đội bóng nào có thể vượt qua được U22 Indonesia với một đội hình chất lượng hơn rất nhiều so với phần còn lại. Marcelino. Phát đền. Những pha xử lý cực kỳ long ngóng và nghiệp dư của các cầu thủ U22 Myanmar. 3-4 được cầu thủ nhưng không thể kèm được một mình số 7 Marcelino. Và có phạt đền dành cho các cầu thủ Indonesia. Về mặt quá thất vọng của huấn luyện viên Vincent Vetterbiner. Rất nghiệp dư. Phạt đền là hoàn toàn chính xác. Đây là cầu thủ đã không đá chính ở trận đấu trước. Trận đấu này thì được huấn luyện viên Vincent Vetterbiner xếp đá chính và anh ngay lập tức đã phạm lỗi để dẫn tới một quả đá phạt 11m cho các cầu thủ U22 Indonesia. Thua tình huống này, rất có thể là U22 Myanmar sẽ vỡ trận. Rõ ràng là bóng đá của Myanmar đã xuống cấp rất nhiều rồi. Chấp nhận chơi phòng thủ nhưng vẫn thế không thể phòng thủ được trước cao thủ U22 Indonesia. Thực sự rất thất vọng. Rất nhiều người trông chờ vào việc ở bảng đấu này thì U22 Myanmar sẽ làm được một điều gì đó, ít nhất là ngăn cản được bước thăng tiến của những đội mạnh như là Indonesia. 2-0 cho Indonesia. Quá dễ dàng. Người ghi bàn đó là Ramadan. Người chơi cao nhất trên hàng công của U22 Indonesia, Ramadan đã có bàn thắng thứ 2 cho đội bóng của mình tại trận đấu này. Tình huống đá phạt 11m vào tình huống mà số 9 đã đánh lừa được hướng di chuyển của thủ môn bên phía U22 Myanmar, Peatu. Fio. Vẫn là một cách kết thúc các đường tấn công quen thuộc của các cầu thủ trẻ Myanmar. Một đường chuyền không cho ai cả. Pratama. Những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Này thì các cầu thủ Indo cũng đang ra chủ động giảm nhịp độ của trận đấu. Thời tiết rất nắng nóng. Tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Supaida đã vang lên. Tỷ số tạm thời là 2-0
nghiêng về các cầu thủ U22 Indonesia với các bàn thắng do công của Marcelino ở phút thứ 19 và bàn thắng trên chấm đá phạt đền của Rahavan. Chắc chắn hiệp đấu thứ hai sẽ là một hiệp thi đấu mà hàng phòng ngự của Myanmar sẽ còn vất vả hơn nữa khi mà họ không có một sự chống trả nào. Tại kỳ SEA Games 31 thì cao thủ Myanmar cũng đối đầu với cao thủ U23 Indonesia. Đó là một trận đấu mà Indo cũng đánh bại Myanmar với tỷ số 3-1. Và trận đấu đó thì Marcelino cũng là người ghi bàn. Như vậy là hai lần đối đầu gần nhất với cao thủ trẻ của Myanmar thì Marcelino đều ghi bàn. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì cao thủ Myanmar chỉ có một cơ hội duy nhất để có thể có được bàn thắng, nhưng họ đã bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc. Đó là tình huống đối mặt của tiền đạo Niang và anh không thể chiến thắng được thủ thành Ednando trong pha bóng mà có lẽ anh cần phải làm tốt hơn rất nhiều. Thực tế với một thế trận như thế này, nếu có bàn thắng trước thì các cầu thủ Myanmar sẽ dễ chơi hơn rất nhiều. Một trận đấu quá nhàn nhã của Ronaldo. Sotana. Hai trung vệ của Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay đó là đội trưởng Ricky Rio và số 16 Muhammad Ferrari. Ngày hôm nay thì số 19 Santosa được đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Pratama. Zauhari, cầu thủ vừa vào sân trong hiệp thiếu thứ hai của Indonesia thay cho Huita Suleiman. Cơ hội có thể có bàn thắng thứ ba. Ngay ở đầu hiệp 2 thôi thì Myanmar lại bộc lộ sơ hở. Rất may là Hien Sue đã kịp băng về để cản phá tình huống dứt điểm đến từ số 9. Đó là Sananta. Sananta là người đã thực hiện tình huống đá phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Indonesia ở hiệp 1. Bàn thắng đầu tiên của anh ở giải đấu năm nay. Pha tạt bóng hỏng của Pratama. Đã quá lâu rồi thì Indonesia chưa giành huy chương vàng ở môn bóng đá nam tại SEA Games. Gần nhất đã là 32 năm. Sau đó thì Indonesia cũng đã có 3 lần lọt vào các trận chung kết, nhưng họ đều thua. Và lần gần nhất họ để thua Việt Nam với tỷ số 0-3 ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines vào năm 2019. Và đó cũng là giải đấu mà huấn luyện viên Indra Syafri dẫn dắt U23 Indonesia. Đó là một trận đấu mà Đoàn Văn Hậu đã lập một cú đúp và Hùng Dũng đã ghi bàn thắng cuối cùng để giúp Việt Nam thắng 3-0 trước U23 Indonesia trong trận chung kết. Hiệp 2 chắc chắn là cao thủ Myanmar sẽ chơi không còn gì để mất cả. Họ sẽ dâng cao đội hình. Không được. Người bắt vô lê đó là Giao Nguyên Thiên. Thì thấy là trong hiệp thứ hai này đội hình của U22 Myanmar đã được đẩy lên cao hơn. Nguyên Thiên cánh phải khá thoáng. Hiên Aung. Như vậy vẫn còn không có bàn thắng cho các cầu thủ U22 Myanmar thì không biết đến bao giờ mới có bàn thắng được. Cầu môn đã bỏ trống. Một cầu môn hơn 7 mét rưỡi
chỉ 5 mét thôi nhưng vẫn đá ra ngoài. Quá đáng tiếc, thiếu dứt điểm của tiền đạo vào sân tay người Aum Khan. Đã có những cơ hội cho U22 Myanmar trong hiệp thiếu thứ hai này. Một cơ hội thực sự quá rõ ràng để có thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng họ đã bỏ lỡ. Tình huống bắt bóng không tốt của thủ thành Enano. Dứt điểm. Tỷ số là 3-0 cho U22 Indonesia. Bàn thắng thứ hai của Sanata. Thực tế không phải là Indonesia quá hay mà có lẽ là do U22 Myanmar quá dở thôi. Hãy nhìn cách mà họ mất bóng trong tiếng vừa rồi, cự ly đội hình. Không hiểu trong pha bóng vừa rồi cầu thủ số 19 của Myanmar tại sao vẫn còn đứng thấp như vậy. Naung Swe, một mình anh đứng cạnh thủ môn. Nếu Naung Swe dâng lên cùng các đồng đội thì có lẽ là Sanata đã biệt vị. Pha dứt điểm rất hay của số 9 U22 Indonesia. Beckham. Nỗ lực tạt bóng của Beckham. Ananda. Beckman dứt điểm. 4-0 cho U22 Indonesia. Điều gì đến cũng đã phải đến rồi. Tỷ số được nâng lên 4-0 trong hiệp đấu thứ hai. U22 Myanmar đã quá xuống sức rồi. Lối chơi rời rạc. Chất lượng đội hình không cao và rất thiếu kinh nghiệm, non nớt. Quá nhiều khoảng trống được tạo ra và thậm chí trận đấu này thì các cầu thủ U22 Myanmar sẽ còn phải nhận thêm bàn thua nữa chứ không dừng ở con số 4 nếu cứ chơi như thế này. Quá đơn giản, một góc sút quá rộng dành cho Rekman. Bàn thắng thứ hai của Rickman tại SEA Games năm nay. Không có cơ hội. Sẽ có phạt góc. Một nụ cười tương đối bất lực của huấn luyện viên Michel Vetterbeiner. Người ta đứng trước bóng đó là Beckham. Beckham Putra. Rất vừa tầm. Và đá phạt trực tiếp có chất lượng tốt của Beckham Putra. Về phía thủ. Qua người. Cơ hội cho các cầu thủ Indonesia. Dứt điểm. 5-0. Quá đơn giản. Khoảng trống là quá nhiều. Người nâng tỷ số 5-0 đó là tiền đạo vào sân tay người
Bagut Fawazi. Đúng như đã nói, với một thế trận như thế này thì chắc chắn là các cầu thủ trẻ Indonesia vẫn sẽ nghĩ thêm việc ghi bàn thắng. Đó là sự khác biệt. Khi có tình huống đối mặt 1-1 thì các tiền đạo bên phía U22 Indonesia dám xử lý tình huống 1-1. Nhưng các cầu thủ Myanmar thì không. Và xử lý gọn gàng của Fawazi. Kirio. Vẫn có 5 phút bù giờ ở trận đấu này. Ricky. Quá rời rạc. Hôm nay thì chắc chắn là U22 Myanmar rất mong tiếng còi kết thúc trận đấu thôi. Không còn bất kỳ một động lực nào cho trận đấu này nữa. Các thủ U22 Myanmar sẽ cố gắng nghĩ tới trận đấu gặp các cầu thủ U22 Campuchia được diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Đấu mang tính chất quyết định. Nếu thắng Campuchia thì cơ hội của Myanmar vẫn còn rất sáng để có thể lọt vào bán kết. Không mà nói năm nay họ lọt vào một bảng đấu dễ thở hơn rất nhiều so với bảng B, nơi có xuất hiện của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Johari. Một chút xa không chính xác. Phá quá bế tắc, mất bóng là điều đương nhiên. Johari. Thì cũng chuyển bóng không sáng nước của Johari. Lừa phòng ngự tốt của Johari. Liệu có bàn thắng danh dự cho các cầu thủ Myanmar hay không? Còn đây là phản công cho U22 Indonesia. Lỡ mất nhịp rồi.
pha xử lý lỗi của James Schreier. Thế sau tình huống này, trọng tài sẽ đổi còi hết giờ thôi. Như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên, tỷ số chung cuộc 5-0 nghiêng về các cầu thủ U22 Indonesia. Trận đấu mà Myanmar đã bị đánh gục hoàn toàn từ ý chí cho đến chuyên môn. Chúc mừng các cầu thủ U22 Indonesia có chiến thắng thứ hai tại giờ hôm nay và họ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A